Yo, chào tất cả mọi người, mình là Bami. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình và Bami sẽ chơi Roblox The Truth. Hiện tại bây giờ là mình với Bami đang ở mình cũng chả biết đang ở đâu nữa, tự nhiên đang sau Tết á, là hai thằng đang khá là mập, nên là đang tính đi tìm mà thẩm mỹ viện để hút mỡ. Nhưng mà được một em sinh cư giới thiệu vô đây, mà không hiểu khi vô đây xong nó đi đâu mất tiêu luôn. Quỷ gia nghe em sinh tươi khoái lắm, hai đứa ăn Tết sau mặt thù lù, mập với cái lù luôn, đi hút mỡ rồi cho nó ốm lại. Quỷ gia nó hay gái cái nó ghiền, nó đi heo rồi nó kiện ra. Ủa giống nhỏ giới thiệu mình nói vậy mà sao mắt nó màu tím mày ơi. Ôi sao nó lùn như vậy, hồi nãy nó cao siêu ba vòng đầy đủ mà bây sao giờ nó xúp xíu vậy. Vãi nồi, hồi nãy nó cao, nó chân nó dài 1m9 luôn. Giờ nó còn có thước 9, nó còn có 900 cm rồi. Cái nồi, ôi nó hút mỡ kìa, bà mi ơi nó hút mỡ kìa. Vãi nồi, trong đây một nồi chìa khóa luôn. Nó hút thằng kia, còn nó ổ mò gầy mò luôn. Ủa cha này xịt gì ta? Xanh lá, ơi mày thấy một cái xanh lá với một chị vàng nè. Ê cô lên đi cô nè, có chị vàng nè. Mày đang ở đâu vậy Bami? Trên lầu, lên lầu đi, lên lầu gặp tôi liền. Ok, lên lầu, rồi, đợi xíu, để coi chỉnh nhạc nó nhỏ xuống chút. Rồi, chắc là đủ rồi đó. Rồi, đi thôi. Rồi, tao đang trên đây nè, chạy lên đây tốc độ đi ba, đi mình ớ ba, tao sợ nó hút mỡ ghê á. Biết bao nhiêu công sức mỡ Tết tao ăn, tao tích tụ lại được một nùi mỡ. Mà giờ tao đi hút mà chúng cái con này kìa, cứu người. Có một người đang bị nằm ở dưới, để tao xuống dưới tao mở. Okay. Có chìa khóa nè ba mi, có chìa khóa. Chìa khóa gì? Có chìa khóa sao? Vãi nồi. Ồ đây có hai cục pin, ok ngon lành. Ê nó hiện ra kìa, chạy nó hiện ra. Ôi con ma này nó đi xuyên gương được các bạn ơi, đó nó kìa. Nó nhìn xuyên gương được, chạy. Ma con ma xuyên gương hả? Nghe gương. Á, chạy đi. Trước khi tao đang cầm chìa khóa màu xanh lá nè, cứu đi. Thanh niên đang cứu là Kia chắc luôn. Ok, à, cứu được rồi, còn một cái nữa. Nhắm. Đứng yên một chỗ. Nhắm. Đấy. Nó lên đếm là được chưa, xong nó thấy nó ngồi quay máy. Trời ơi, sao nó bự vậy? Trời ok. Tại nó bấm control nó ngồi á. Bami ơi, nó đang hút mỡ tao kìa. Bami ơi, tao không muốn hút mỡ nữa đâu, tao không muốn nó hút tao đâu. Trời ơi. Sao nãy mày kêu em xin tươi ơi, em hút mỡ cho anh nha, nó ok mày mới hút cho bộ. Ok, tao mở được cửa số tầng hầm nó cứu. Đó là hồi nãy là nó làm được với cái với điều kiện là nó cao 1m9. Còn giờ nó cao 99 xăng vô lộn, nó cao 90 xăng vô làm gì? Bởi vậy các bạn thấy không? Khi chúng ta đẹp chúng ta luôn đúng. Kêu Linh nó có đang kêu Linh nè. Đó, ok. Cố lên. Ở đâu mà tìm gặp dưới vậy? Đứng lên, chạy đi đi. Trời ơi, còn đứng đó làm cái gì nữa? Liệt tình. Ê, ta xuống được tầng hầm rồi nè cu. Ồ, ở đây có quần áo quá trời, giặt đồ dưới đây luôn. Ôi, chết bà, nó xuống tầng hầm với tao rồi, cứu tao kìa. Chạy đi. Nhưng mà bây giờ có chỗ này có cái cửa sổ này, nó cần nó ta đang có cái đèn pin, nó không hút mở ra được á. Cái gì vậy? Ủa, ở đây cái bật đèn pin lên nó hút được mày ơi. Hồi nãy đứa nào đồ bật đèn pin lên nó không hút mở được, bây giờ tao bật đèn pin nó hút tao như con vậy đó. Chạy đi, có nói mày chạy đi. Đang chạy. Này, chạy qua tao đây. Tao đang cầm đèn pin nè. Đi luôn. Ở trên lầu, ngay lên lầu đó có chìa khóa tùm lum, tao để chở tao để dành á. Có cái chìa khóa màu trắng nè, mà không biết làm gì luôn nè. Màu trắng để mở cửa chính á. Ủa bên đây nè. Sao màu trắng sao mở cửa chính được. Người ta thấy cái ổ khóa cửa chính màu trắng nè. Ào lao. Không phải à, quay kỹ. À ok, màu trắng mở được. Vậy mà cái chửi tao tào lao, cái thứ gì âm binh đồ đinh thắt binh. À bây giờ cần cái mỏ lết nữa. Cái rau ba, cậy cái xác ra. Covid, xuống gần hầm ba mươi, xuống gần hầm. Cái Covid hồi nãy ta có cầm á, ôi. Á, con quỷ, trời ơi, hú hồn, trời ơi, thật kinh chứ. Chạy, tôi giết mày, tao nhớ tao có lụm á. À, Covid nó nằm đâu? Lên lầu rồi, tao nhớ tao có lụm, tao lụm. Ủa phải không ta, trên lầu hay là ngay chỗ có quầy ăn ta? Cái chỗ mà tao lụm cái chìa khóa á. Cái ba chứ không khéo là không biết được đâu mà trốn luôn á. Nhắm. Rồi tao đang ăn nha mặt mày nè. Rồi để tao lên lầu tao kiếm cái tôi giết cho. Cái này ra mình để mà mình kiểm tra được nè mọi người. Ê cái rau ba nè cú. Cái rau ba lụm được cái rau ba nè. Rau ba hả? Lên lầu đi. Nhanh. Trốn ra ngoài luôn nè. Lên lầu là trốn ra ngoài được. Từ nó này dưới tao, nó lên kìa. Cứ
lên đi, cứ lên đi, mày đâu rồi, mày đâu rồi? Tao nè, tao đâu, tao không biết đâu ba chạy nè. Đó đó, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây. Lấy okay. Vô đây nè, lấy vô cửa sổ nè, lấy vô cửa sổ. Ồ, cái đâu ba để mở cửa sổ các bạn. Ngon lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Ôi. Phải có dây thần nữa. Ông phòng đi kiếm dây thần nữa ba mày ơi. Tao mở khung sữa. Còn thấy dây thần mới xuống được chứ đâu nhảy từ trên nhảy xuống được. Đu dây xuống. Tao tỉnh chứ tao đâu có khùng như mày, nghĩ sao vậy? Máu dưới này nè, có máu dưới này nè, có máu. Ồ, nè, có máu nè. Ủa, nồi ếch ra đục giường vô xuống giường được nè mày. Có trốn xuống giường được. Ê, ở đây có một cái chìa khóa màu gì nè. Rồi sao chui ra ba? Có màu xanh nè, xanh dương nè. Ê, ra tao đục khóa là chui xuống giường, giờ tao không biết chui ra mày ơi. Giờ đi, mày di chuyển, nút di chuyển á để nó đi ra là được liền gì? Không được, nó đang dưới giường nè. Nút di chuyển á, nút di chuyển để nó đi ra lại. Chờ. Nó không đi được, nó đang nằm yên chè bẹp dưới giường thôi. Bắt quá trời, ai kêu mày núp chi rồi bây giờ mày ra không được. Ngộ đời. Ai biết tao tưởng dưới giường có gì. Trời ok, ra được rồi, má ơi mừng quá. Trời đất ơi, có vậy thôi đó mà nó cũng là làng cho này tình chứ. La đâu mày bị giường nè. Ồ, có một cái máy kích ở đây nè. Cửa chính mở ra ba mày ơi, cửa chính mở rồi, trốn. Ok. Ê, để em coi thử coi ở đây nó có cái gì không? Mở cửa ra, đúng rồi, không có gì hết. Ôi có máu, rồi, bị bắt rồi. Đi Bami ơi, đi. Bị bắt rồi. Cửa chính mở rồi, đi. Nghe đâu, ôi, nó canh kìa Bami ơi, nó canh. Đứng ra. Rồi ok, để tao ăn miếng đó. Rồi, nó quay lại rồi, chạy đi, chạy. Nhắm. Này nhắm hoài vậy trời. Tao đó, tao ăn đó. Rồi, nó hút mỡ tao kìa. Nó hút mỡ tao kìa. Ông cái gì? Nữa, chết rồi. Mở khóa đi Bami ơi, nhanh lên. Đang mở, Rồi, dính luôn, lụ đang. Mới vừa mở luôn, dính nữa, lụ đang. No, bị bắt rồi. Rồi, chạy, phải được rồi. Ba, chạy đi mày. Mày chạy đi, lấy máu đây. Ok, ôm ngoài này cho nó bánh xe vậy chứ. Vãi nồi, ốm nhách luôn mọi người. Ừ, mặt mà biến thành ốm luôn rồi. Ê, có đèn có bánh không ra cho tao cái bánh ăn với. Đang đi kiếm máu nè bà, còn chưa có thấy máu để con ăn. Ok, để tao kiếm cái nhà khác, tao kiếm chui vô thử coi nó có bánh không. Ở đây là một cái sân mày ơi, chứ chưa ra được cửa đâu. Đi luôn hả, tao tưởng đâu là thoát ra được rồi chứ. Rồi, giờ tao mới kiếm đồ ăn mày ơi. Một cái chìa khóa màu vàng nè Bami. Màu vàng là mở cái tủ điện á, nãy tao mới thấy. Ok. Ồ, tao mới lấy được cái thùng quẹt nè. À, có máu. Để ăn máu cái, ăn sô cô la để lên máu cái. Hú khồm. Ngon rồi. Bây giờ đi. Nó ở tầng 2 đúng không? Tao ra ngoài rồi. Mà ý là cái cửa, cái chìa khóa màu vàng. Màu vàng tầng 1 chứ. Tầng 1 ngay cầu thang lên tầng 2 á. Ok. Ủa thùng quẹt làm cái gì ta? Ai biết, có nghĩa là chưa đi hết được khu này nên là chưa biết được nó sẽ làm gì đâu. Thôi tao cầm cái rau ba cho nó chứ ăn, giờ tao đang ốm lắm luôn rồi, đang ốm ho gầy mòn và đang đói luôn, không biết kiếm gì ăn đây. Bây giờ ê, nó cần mày lấy cái bánh sữa. Trời ơi, nó cần hai cái kia, lần biết hai cái kia mở ra kiếm đâu ra đi. Cứ nhớ hồi nãy con mới thấy một cái mà đâu mất tiêu rồi. Nó cần tới hai cái kềm điện lần mà tao không nhớ là tao quăng một cái nằm đâu luôn. Ồ, mà đang vô được cái khu nhà kho nào nè các bạn. Nhưng mà ở trong đây không có gì ăn hết trơn, đói quá. Trời ồ, ơi, hên quá. Ờ, nó đặt ấy rồi. Một miếng đặt gì đó, một gói gì đó luôn á. Ở trong cái hầm thịt có quyền ê ga, là hên nó ta vô cái hầm thịt có quyền cái bánh sơn hamburger luôn. Ngon vậy. Nhắm. Tao cũng có được cái ha, trong này cũng có cái bánh hamburger nè. Trời ơi, nãy giờ ok, mình ăn cái bánh hamburger cho đỡ đói rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra ngay chỗ cái cổng này coi mở cửa làm sao các bạn ha. Ủa, trên này leo lên được. Ý, có người mất máu rồi. Oh no, có người mất máu rồi. Bây giờ làm sao? Để lại lượm cái đèn pin. Hồi nãy hình như có thanh niên là lượm giục đèn pin rồi. Đúng rồi, lượm đèn pin vô. Khi mình kiếm vô con... được luôn, váy nồi. Bây giờ máu đâu ra mà cho thanh niên này lên máu đi trời. Ê, ra cái hũ xanh dương. Nhắm. Từ, cái đang bị dí. Một phút 30 giây nữa để tao trốn ra rồi tính tiếp. Lượm cái cửa cánh lựa lượm cái chìa khóa màu xanh dương. Xanh dương nằm ở đâu? Ở đâu trên lầu hay gì đó. Ôi nó quá, nó đã đặt 7 full cửa rồi sao đi ra trời. Mày phá đi, nó không có ở đó đâu, mày phá đi.
Phá một cách nào kìa. Trời ơi, nó thấy tao rồi. Này dưới tao mày ơi. Phá đi, phá đi, bọn mình phá đi. Trời ơi, đang dưới tao rồi, phá bài gì ở đây nữa. Nó đang dưới tao rồi, phá gì tầm này rồi, tao bay hành động đi, nó đang dưới tao ngoài đường rồi. Rồi rồi, ok, ok. Nó đang dưới tao rồi, tao đang đánh đặt hướng đó nha, tao bay tốc độ lên. Rồi, xong. Rồi, tao mới vừa cứu người xong luôn á. Nó chui vô nhà rồi, nó chui vô nhà, nó chui vô nhà kho rồi, để giờ để tao chạy vô lại. Ôi, nó dưới tao lại rồi mày ơi. Nó chui vô nhà kho làm gì trời, chả biết luôn á. Ra lại rồi, ra lại rồi, ra lại rồi. Vậy là cuối cùng nó voi ra. Rồi nó đang đứng, nó chuẩn bị nó chui vô cửa chính lại á. Vô đây, mày vô đây. Ai thật tâm, sự không biết cái dây thừng nó nằm ở đâu luôn ấy. Mà kiếm dây thừng làm gì mà ra cửa chính luôn đi. Không phải dây thừng mà lại đi tìm mấy cái gì đó quên rồi. À đây 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 có cái kệ nè. À cái chìa khóa màu xanh phải không? Có này, có này, có chìa khóa màu xanh nè. Xanh dương, giờ tao đang đánh lạc hướng nó nè, mày chạy ra ngoài cửa chính á. Cửa chừng bị bẫy á. Ok. Ê, nó chui xuống nước rồi. Nó chui xuống nước, nó đi vô qua nước, nó đi vô gương lại rồi kìa. Gì ghê vậy? Ừ, tao thấy nó đi vô cái bồn nước ngoài cửa nè, xong rồi nó tàn hình luôn. Nó đi xuyên qua hồ nước luôn rồi. Rồi, 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 rồi. Ủa, vậy là hồ nước nó đi được luôn hả? Phá nó ghê vậy? Chìa khóa xanh dương. Rồi, 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 con xuống đây, con xuống đây. Mở khóa ngoài cửa. Mày phá cái kia chưa, Bami? Mày phá cái kia chưa? Hồi nãy giờ dưới là sắp mặt đâu, thời gian đâu khóa. Nó qua được. Ây da, tao dính luôn rồi. Tự nhiên tao vô chi vậy? Chứ đừng có để. Để là chạy không có được. Còn nãy đâu có khóa được đâu, phải bị bắt rồi mới khóa được. Đi, Bami ơi, đi. Tao bị dính hai lần luôn. Cửa. À, ok, mở cửa rồi. Nó phải nồi vô trong này, nó còn thêm mấy cái này nữa hả? Ờ, nó cần có ổ điện nữa, nó phải có công tắc điện mới mở cửa được. À, bây giờ tao bị thiếu cái kia rồi, Bami ơi, tao bị thiếu cái kèm điện á, tao không có cái kèm điện. Nhắm. Bây giờ phải đi vô, phải đi kiếm cái nào có kèm điện mới được. Rồi ok, bây giờ tao đi vô chung mày, nhưng mà cái cửa đó nó đặt bẫy hoài, không vô, khó vô á. Đây có kèm điện không? Không, trong đó tao đi hết rồi, không có gì trọng hết. Trời đất ơi, nó mới đặt thêm một đùi nữa nè. Thì nó quẹt vậy? Hả? Sao diện trong này nó có cái hộp quẹt vậy? Hộp quẹt để tao dục đó. Để làm gì luôn á? Ừ thì đó, nãy tao không biết làm gì, tao đâu hút thuốc đâu. Đi. Ở sao nó không có gì đâu. Làm sao được, không biết sau này nó có cái gì không. Ủa, có được một cái căn nhà bên này nữa nè. Thì cái căn nhà hồi nãy ở trong nó có mấy cục thịt sống với lại nó có hamburger tao ăn rồi. Cái nhà màu đen á ba. Ừ, nè, tao thấy tao mới vô rồi. Vô luôn rồi hả? Vậy là chỉ có cần hầm là chưa đi xuống thôi. Vậy là tao với mày phải đi xuống tầng hầm rồi. Đi. Đấy, ủa tầng hầm tao xuống luôn rồi ba. Tầng hầm nó có gì không? Không có gì hết trơn luôn. Ủa vậy cái kệm nó nằm ở đâu? Tao gì mới tới. Tao gì mới lấy được cái kệm mà. Còn thiếu một cái kệm nữa. Kệm bấm đúng không? Còn thiếu một cái kệm kệm điện á, cái kệm điện á, kệm đỏ á. Nó kìa, nó kìa. Biết đâu kìa. Chạy đi. Đang chạy. Rồi để tôi kiếm cái kệm. Tao có một cái kệm rồi, nhưng mà tao đang bị thiếu một cái khoan, để tao ra cứu thanh niên này cái đã. Ok, để tao vô đây coi có gì ở đây không. Ok, cứu người là thượng sách. Cứu liền. Một cái rồi, đứng dậy đi gái. À, cái này có một cái kèm mở cái tủ điện là mới mở điện được kìa ơi. Thì đó, thì có cái một cái thì phải có cái hai cái kèm lẫn, mà tao mới có một cái kèm mà. Mày mở cái tủ điện được không? Có một cái à, còn thiếu một cái nữa. Rồi ok, để xuống tầng hầm tao kiếm lại. Ừ, xuống tầng hầm đi, con nghĩ là ở dưới tầng hầm á. Chỗ không được là xác định hai thằng ốm no kỳ mò với nó bắt về nó làm. Nó bắt nó về làm, hai ngày nó hút mỡ 800 lần. Nhắm. À, ngày nó hút mỡ 800 lần sao sống nổi trời. Nó hút 3 lần thôi cũng chết nữa, nó gì 800 lần. Ok, tao mở nè. Đó, tao đang mở được, tao đang mở một cái đó. Hồi nãy tao nhớ tao xuống có ba cái giặt ủi dưới tầng hầm rồi, bị nó dí xúc quần ở trong đây đâu có gì đâu. Ôi, thiếu điện nữa Bami ơi, phải có cái kèm đỏ nữa, thiếu kèm đỏ rồi. Ta còn 5 phút nữa, cố lên. Ai ta có một cái TNT nè. Mấy nồi có TNT luôn hả trời. Rồi ta lượm một cái TNT. Mấy cái TNT trong này để làm cái gì nữa. Nói chung là cố gắng trốn khỏi cái chỗ này trước đi rồi kiếm tiếp. Ta đang dưới tầng hầm, ta đi vòng vòng ta kiếm đồ nè cô.
ok. Không có quỷ, gì hết. Con quỷ nó đang ở ngoài đường, con quỷ đang ở ngoài đường. Thú hồn. Nước ta còn ở đâu nước ta? Trời ơi thiệt sự luôn á, không biết đường đâu mà đi luôn á. Tao đi hết cái thằng hầm luôn rồi đó. Cái này Bobby, con thấy rồi. Trời đứa nào nó quăng nghe tủ lạnh làm cái không biết. Trời ơi. Trời đất ơi. Rồi để tao chạy lên lại. Đợi tao ra. Ủa mày lấy tao cái kìm điện chưa? Có rồi, tao mở điện lên nè. Rồi ok mở điện đi. Mở điện lên là cái chỗ nào nó sẽ có điện ra, trong nhà là một nè. Đó. Electricity yes. City now. Okay, có điện. Điện ơi. Bật hết chưa, giờ ra ngoài cửa luôn nha. Ok, ra cửa đi. Ở dưới bếp như nó có lối đi hay gì nè. Không, dưới bếp này có thấy nó có một cái đường clean ventilation. Ê chú này được nè, cô chú này được nè. Ê kìa, chú lên cái máy xối được nè. Thôi biến chỗ khác đi ông tướng. Trời ơi, ông giết tôi hoài, khổ quá mà. Quỷ kìa nó không nghe mình nói luôn rồi. Ê kìa nghe không? Sao, tao đang trốn nó từ. Ngay nhà bếp có cái máy xối đi lên được nè. Nó đang giết tao hả Bobby, chỗ okay, đi. Ok, trời trên đây nó hút gió ồn quá các bạn ơi. Không. Bobby nó bị kịt rồi, mất sóng rồi. Không phải, tao đang ở trên lỗ thông gió nó ồn quá. À đất ơi, mày giảm âm thanh xuống đi ba, mày để âm thanh gì mà mọi người không biết nữa. Điện rồi bây giờ làm cái gì nữa mà, bây giờ nó đứng đây nó giết tao kiểu này thì sao tao đi được. Rồi tao xuống đây. Trời đó, đi, hồi vô đi lại, lũ lại. Con này nó khôn mày ơi, Vami xuống luôn. Tao với mày xuống luôn nè, bấm nút mở cửa luôn nè. Rồi ok, đó tao chạy ra lại. Nhanh, bấm nút mở cửa luôn. Rồi mở cửa rồi, chạy đi Vami ơi. Cửa, rồi đây, chạy ra. Trời ơi, nó đặt bẫy một đường ngay cửa, không biết hết chưa nữa, sao chạy đây trời. Cố lên Bobby ơi, tao thoát được rồi, tao ra khỏi cửa rồi, cố lên Bobby ơi. Rồi nó chạy ra cửa luôn kìa, nó chạy theo mày ra cửa kìa. Đi rồi, cái đang trốn nè. Rồi nó dí mày qua phải, tao đi qua trái. Sao mày không chạy tiếp đi. Trời, phải có chìa khóa mới chạy xe được, trời. Gì chạy xe, đi bộ được rồi. Ở đây nó có chiếc xe hơi nè. Tao thấy được con máy chèo rồi. Ok, đang dí tao rồi, rồi nó quăng lại, nó dí mấy anh đi kia rồi, mừng quá, ha. Là cái máy chèo có cần không vậy trời? Máy chèo có xuồng không? Có chiếc xuồng nào không? Chứ là cái cầu nó gãy rồi, có đi xe cũng không được đâu. Rồi, xuống xuồng thử luôn đi Bami, chứ bây giờ tao thấy ở dưới đó không xài được gì đó. Có xuồng rồi đúng không? Có xuồng này, ok. Ok, một honey nó thoát ra được rồi các bạn ơi. Trời ơi, sống ở đây bị nhiễm khuẩn hết mọi người ơi, trời ơi, sống ở đây bị nhiễm khuẩn hết rồi. Rồi, trời, xuồng máy rồi. Lên. Cố lên! Chắc là chạy được mà. Đang mở đó. Yes! Hay quá. Ủa còn thanh niên nữa mà, không chờ thanh niên nữa ba. Yeah, win! Ờ, cuối cùng có thoát được cái bệnh viện, cái nhà thương điên rồi các bạn ơi. Hên quá, mình như ca mới bị hút có 50% công lực à. Vẫn còn miếng da để chạy các bạn ơi. Hên vẫy rồi, tưởng trốn không được chứ ai về trốn được. He, quá đã các bạn ơi. Mai mốt các bạn mà có ai đi mập mập thì cứ để kệ nha các bạn. Mập mập đi tập thể dục cho nó ốm bớt chứ đừng có giống như kia với Bami đi hút mỡ mà nghe lời bậy bạ bắt đầu vô gặp con yêu quá nha các bạn. Kinh quá. Ok tuyệt luôn á. Rồi ok các bạn, hai đứa mình sẽ dừng video đây thôi. Thì nếu các bạn thích video này nhớ lại cho hai đứa mình một like, một share, nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video ngoài các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.